nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh giai phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tự sanh chi từ phụ ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tạng thể ức kiếp mạc năng tận. Năng lệ sợ lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như để châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biện pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chí tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hương xà nhiệt pháp giới mong chư Phật hại hội tất diêu văn, tùy sự kiếp tường vân hành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cải Bồ Tát, Nam mô hương vân cải Bồ Tát, Nam mô hương vân cải Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo.
Kệ thủ tam giới tôn quý mạng thập phương Phật, ngã kiên pháp hoằng nguyện trì vô lượng thọ kinh, hưởng báo tự trọng ân. Hạ tế tam đồ khổ nhược hữu kiến văn già, tất pháp bồ đề tâm tận thử nhất, bảo thân đồng sanh cực lạc quốc. Ô thượng thầm thân quy biểu pháp, bá thiên vạn kiếp nam tao một ngã kim thiện văn đáp thọ trì, Như Lai chân thật nghĩa. Phổ số đa sân ủ liêng sâu trang yên chinh chinh tình bẩn chuyên chinh, pháp hội thánh chúng đệ nhất như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành tỳ xà Phật sơn trung dự đại tỳ theo chúng bạn nhị thiên nhân cao nhất thiết đại thánh kỳ danh viết tôn giả kiều trần như tôn giả xá lợi phất tôn giả đại mục thiền liên tôn giả ca diếp Di Vi Thượng Thụ Hậu Hộ Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Thập Thiền Kiếp Trung Đức Tôn Phổ Hiền Đệ Nhị Hộ Hiền Hộ Đặng Thập Lục Chánh Sĩ Sở Vị Huệ Niệm Tài Bồ Tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịch Căn Bồ Tát Tính Huệ Bồ Tát Nguyện Huệ Bồ Tát Phương Tượng Bồ Tát Bảo Anh Bồ Tát Trung Chú Bồ Tát Chế Hạnh Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thụ Hàm Cộng Tôn Sâu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức Cụ Túc Vô Lượng Hạnh Nguyện An Trụ Nhất Thế Công Đức Pháp Trung Nhập Phật Pháp Tạng Thủ Cánh Bị Ngàn Nguyện Ư Vô Lượng Thế Giới Thành Đặng Chẳng Giá Xả Đâu Sức Chí Vị Xuất Gia Phổ Hạnh Học Đạo Tác Sư Thị Hiện Thuận Thế Gian Cố Dị Định Huệ Lực Hàng Phục Ma Án Đắc Vi Diệu Pháp Thành Tổ Chánh Giác Thịnh Kiện Pháp Luân Thường Dị Pháp Anh Giác Chư Thế Gian Pháp Phiền Não Thành Hoại Chư Dục Tiện Thân Quán Đảnh Giai Thọ Bồ Đề Tí Vị Giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê Thường Tập Tương Ân Vô Biên Chư Hạnh Thành Thục Bồ Tát Vô Biên Thiện Căn Vô Lượng Chư Phật Chư Phật Sát Trung Giai Năng Thị Hiện Thí Thiện Huyện Sư Hiện Chúng Dì Sướng Ư Bị Sướng Trung Thật Vô Khả Đắc Thự Chư Bồ Tát Thông chư Pháp Sánh Đạt Chúng Sanh Sướng Cúng Dường Chư Phật Thai Đạo Phần Sanh Hóa Hiện Kỳ Thân Do Như Điện Quang Liệt Ma Kiến Võng Bích Chi Phật Địa Nhập Không Vô Tướng Vô Nguyện Pháp Môn Thiện Lạc Phương Tiện Hiện Thị Tam Thừa Ư Thự Trung Hạ Tạp Đắc Nhất Thiết Đà La Ni Môn Tùy Thời Ngộ Nhập Khoa Nghiêm Tam Mùi Cụ Túc Tổng Trì Bá Thiên Tam Mùi Trụ Thân Thiền Định Ư nhất niệm khoản biến du nhất thiết Phật đồ đắc Phật biện tài trụ phổ hiền hạnh thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn Ư nhất thiết bàn vật tùy ý tự tại vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu thọ trì như lai thần thân pháp tạng hộ Phật chúng sanh Thân đại bi mận hữu tình diễn từ biện thọ phát nhãn độ ác thú khai thiện môn ư chư chúng sanh thị nhược tự kỵ chuẩn tế phụ hạ giai độ bỉ ngạn
智慧圣灵不可思议。như thời đẳng chư đại bồ tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập hậu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân thanh sánh sĩ thanh sánh nữ ngũ bá nhân dục giới thiên sắc giới thiên chư thiên phạm chúng tất cộng đại hội đại giáo viên khởi đệ sanh nhị sở sĩ tôn như dung kim cầu hậu như minh chính ảnh xuân điệu lý hiện đại quang minh số thiên bá biến tôn giả a nan tất tự tư duy sát không chư căn diệt dự thanh tịnh quan nghiêm quy quy bảo sát trang nghiêm tùng tích dĩ lai sợ vị tầm tiến thị giác chiêm ngưỡng Di bạch Phật ngôn thế tôn kim nhật nhập đại tịch định trụ trì đạo pháp trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh tối thắng chi đạo Phật Phật tương niệm vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia hạ cố y thần hiện diệu nguyện vị tuyên thuyết ư thị thế tôn cáo a nan ngôn thiện tai thiện tai nhữ vị ai mận lợi lạc chư chúng sanh cố năng quẩn như thị vi diệu chi nhẹ nhữ kiêu sư quẩn hoàng hư cũng dường a la hán bất chi phật bố thí lụy kiếp chư thiên nhân dân quyên phi niệm đồng chi loại công đức bá thiên vạn bội chăng ai tam giới sở dị xuất thân ư thế quan xuyện đạo giáo dục chuẩn quần minh huệ dị chân thật chi lợi nan trị nan tiến như ưu đàm hoa hy hữu xuất hiện sở vấn đa sở nhiêu ít a nan đung tri năng ưu niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp thân cập chư căn vô hộ tâm giảm sợ dị giả hà như lai định huệ cứu sướng vô cực nhi đắc tối thắng tự tại cố a nan đế thánh thiện tư niệm chi ngô đương vị nhữ phân biệt giải thuyết pháp tạng nhân địa đệ tứ phật cáo a nan quá khứ vô lượng bất khả tư nghị vô thượng sĩ đều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn tại thế giáo thọ tử thập nhị kiếp thời vị chư thiên tập thế nhân dân thiết tinh giảng đạo ngũ đạo quốc chủ văn phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải tầm pháp vô thượng chân chánh đạo ý chí quốc viên vương tỉnh dạy minh ký tất giai đệ nhất hộ hộ thù thắng hạnh nguyện cập niệm huệ lực căn thì tâm kiên cố bất động tu hành tinh tấn vô năng du dạ vạn nghệ phật sợ đảnh lễ trường quỷ hướng phật hiệp trưởng tất dĩ già tha tán phật pháp quảng đại nguyện tụng viết như lai vi diệu sắc đoan nghiêm quang minh vô lượng chiếu thập phương nhật nguyệt hỏa châu giai nạp diệu thế tôn năm diệu nhất âm thanh hữu tình các cái tùy loại giải hữu năng hiện nhất diệu sắc phân phổ sự chúng sanh tùy loại kiến pháp âm phổ cập vô biên giới tiên dương giới định tinh tấn môn thông đạt thận thông vi diệu pháp trí huệ quảng đại thông như hại mười tâm thanh tịnh tuyệt trần la siêu quả vô biên án thú môn tốc đáo bồ đề thú cánh ngạn diệt như quá khứ vô lượng phật vi bị phần sanh đại đạo sư năng cử nhất thế chư thế gian sanh lão bệnh sự chúng khổ não thường hành bố thí cập giới nhẫn nhị đời chi giả sử thành phật giả linh cúng dường hành sa thánh bất như kim dụng cầu chánh giác nguyện đương an trụ tam ma địa cảm đắc quảng đại thân tịnh cư thù thắng trang nghiêm vô lặng luân thường vận từ tâm bà thủ tình độ tận vô biên khổ chúng sanh như thị nguyện tâm vịnh bất hoái chí tâm tinh tấn đệ ngộ pháp tàng tỳ theo thế thự trệ dị nhi bạch phật vô ngã kim vị bồ tát đạo dị pháp vô thường chánh giác chi tâm thụ nguyện tác phật tất linh như phật nguyện phật vị ngã quản tuyên kinh pháp ngã đương phụng trì như pháp tu hành bạc chư cần khổ
tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác dục linh ngã tác phật thời trí huệ quang minh sở cư quốc độ giáo thọ danh tự giai văn thập phương chư thiên nhân dân phật quy nguyện loại lai sanh ngã quốc tất tác bồ tát ngã lập thị nguyện thế gian tự tại vương phật tức vị pháp tạng nhi thuyết kinh ngôn thế như đại hại nhất nhân độ lượng kinh lực chiếu số thượng khả phùng đệ nhân hữu trí tâm cầu đạo hồi đương khắc quả hà nguyện bất đắc nhự sự tư duy tu hà phương tiện nhi năng thành tụ phật sát trang nghiêm như sở tu hành nhự tự đương tri thanh tịnh phật quốc nhự ân tự nhiếp phi ngã cảnh giới duy nguyện như lai ứng chánh biến tri quản diện chư phật vô lượng diệu sát nhược ngã đắc văn như thị đậm pháp tư duy tu tập thế gian tự tại vương phật tri kỳ cao minh chí nguyện thông quảng tất vị tuyên thế nhị bá nhất thập ức chư phật sát độ công đức yên tịnh vạn đại viên mãn chi tu ứng kỳ tâm nguyện thiết thị pháp thời kinh thi ngốc tuế nhị thời pháp tạng văn phật sở thuyết giai tốc cung thần bảo trì tu tập công đức mạng tốt ngũ kiếp ư vị nhị thập nhất chi phật độ công chức chi chi sự minh liệu không đạt ký nhiếp thọ dị phục nghệ thế từ tại vô như lai sở thể thuộc lễ tốt niệm phật tam tác hiệu trưởng nhi trùng bạch ngôn thế tôn nghệ dị thành tựu trang nghiêm phật độ thanh tịnh chi hành phật ngôn thiện tai kim chánh thị thời nhự ân cụ thuyết linh chúng hoan hỷ diệt linh đại chúng văn thị pháp dị năm ngư phật sát tu tập nhiếp thọ mạng tốt vô lượng đại nguyện pháp đại thệ nguyện đệ lục pháp tàng bạch ngôn nhi nguyện thế tôn đại từ thánh sát vô hữu địa ngục ngạo quỷ cầm thú nguyên phi diện động chi loại sở hữu nhất thiết chúng sanh dị cập dị ma la giới tam ác đạo trung lai sanh ngã sát thọ ngã pháp hóa tất thần a nậu đa la bất phục cánh đòi ác thu đắc thị nguyện nại tác phật bất đắc thị nguyện bất thụ châu thượng chánh giác ngã tác phật thời thập phương thế giới sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát gia cụ tự ma chân kim sát thân nhược hình mạo sai biệt hữu hảo xú dạ bất thụ chánh giác ngã tác phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc dạ tự tri vô lượng kiếp thời xúc màn sở tác thiện ác gia năng động thị triệt tính chi thập phương thứ lai bất đắc thị nguyện bất thụ chánh giác ngã tác phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc dạ giai đắc tha tâm trí thông nhược bất tất chi ước na do tha bá thiên phật sát chúng sanh tâm niệm dạ bất thụ chánh giác ngã tác phật thời sanh ngã quốc dạ giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa ưu nhất niệm phận bất năng siêu quá ức na do tha bá thiên chư căn tịch tịnh nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác chứng đại niết bàn giả bất thụ chánh giác ngã tác phật thời quang minh vô lượng phổ chiếu thập phương tiệt thắng chư phật thắng ư nhật nguyệt chi minh nhược hữu chúng sanh kiến ngạo quang minh chiếu xúc kỳ thân mạc bất an lạc từ tâm tác thiền mai sanh ngạo quốc nhược bất nhị giả ngã tác phật thời quốc trung thanh văn thiên nhân vô số thọ mạng diệt giai vô lượng giả linh tăng thiên đại thiên thể giới chúng sanh tất thần duyên giác ư bá thiên kiếp tất cộng kế giá nhược năng chi kỳ lượng số giả bất thụ chánh giác ngã tác phật thời thập phương thế giới chỉ tâm tính nhà sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngạo quốc nại chí thập niệm bất thụ chánh giác duy trừ ngũ nghịch thị bán chánh pháp ngã tác phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu pháp bồ đề tâm tu chư công đức phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thoái phục diện thiện căn hồi hướng
nhất tâm niệm ngã chú và bất đàn lâm thời chung thời ngã giữ chư Bồ Tát chúng ninh hiện kỳ tiền kinh tu vô nhan tất sanh ngã sát tác A Di Việt trí Bồ Tát bất đắc thị nguyện bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Thật chúng đức bổn trí tâm hồi hướng dục sanh cực lạc vô bất tại dạ nhược thụ túc ác văn ngã danh tự tất tự hối quả vi đạo tác thiện tiền trì kinh giới nguyện sanh ngã sát mạnh chung bất phục canh ta mát đạo tất sanh ngã cốt nhược bất nhị dạ bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Nhược thụ nữ nhân văn ngã danh tự đắc thanh tịnh tính phát bồ đề tâm niệm hoàng nữ thân nguyện sanh ngã cốt mạnh chung tất hóa nam tự lai ngã sát độ thập phương thế giới chư chúng sanh loại sanh ngã cốt dạ giai ưu thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Văn ngã danh tự hoan thị tính nhạc lễ bái quy mạng dĩ thanh tịnh tâm tu bồ tát hạnh chư thiên thế nhân mạc bất trí tính nhược văn ngã danh thọ chung chi hậu sanh tôn quý gia chư căn vô khí thường tu thụ sẵn phạm hạnh nhược bất nhị dạ bất thụ chánh giác. Sở thọ khoái lạc do như lậu tận tùy theo nhược khởi tưởng niệm tham kế thân già bất thụ chánh giác hạ tác Phật thời sanh ngã quốc dạ thiện căn vô lượng giai đắc thiên can na la diên thân thân đặng giai hộ quang minh chiếu diệu thành tựu nhất thiết trí huệ hoạch đắc vô biên biện tài thiện đàm chư pháp bí yếu thiết tinh thành đạo ngữ như chung sanh nhược bất nhị già bất thụ chánh giác hạ tác Phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc dạ cứu cánh trừ kỳ bổ nguyện vị chúng sanh cố phi hoàng thể khải giáo hóa nhất thế phụ tình giai phát tính tâm tu bồ đề hạnh thành phổ hiền đạo phi sanh theo phương thế giới vĩnh ly ác thú hoặc nhạo thính pháp hoặc thiện thần tốt tùy ý tu tập cô bất viên mạng nhược bất nhị dạ bất thụ chánh giác hạ tác Phật thời sanh ngã quốc dạ sở tu ảnh thật y phục tụng chủng cúng cụ tùy ý tức chí vô bất mạng nguyện thập phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường nhược bất nhị dạ bất thụ chánh giác. Tùy chư chúng sanh suy cụ thiên nhạc hữu năng biện tùy hình sắc quan tướng nhân số cập tổng phi thuyết giả bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Cao hoặc bá thiên do tầm đạo tràn thụ cao tứ bá bạn lý chư Bồ Tát chung suy hữu thiện căn liệt giả diệt năng liệu tri dụng kiến chư Phật tình quốc trang nghiêm tất ưu bảo thụ danh kiến do dư minh tính độ kỳ diện tượng nhược bất nhị giả bất thụ chánh giác. Sở cư Phật sát quảng bác nghiêm tình quang ánh như kính triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới chúng sanh độ giả sanh thi hữu tâm nhược bất nhị già bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Hảo tùng địa tế thượng chỉ hư không cung điện đô quán trị đô hoa thụ hiệp thành kỳ hư phổ hơn thập phương thế giới chúng sanh văn giả giai tu Phật thành nhược bất nhị già bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng văn ngã danh dự giai sắc đại đắc thanh tịnh giải thoát phổ đẳng tâm mù chư không tổng trì chỉ ưu thành Phật định chung thường cũng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật bất xuất định ý nhược bất nhị già bất thụ chánh giác ngã tác Phật thời. Tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả chính ly sanh pháp mặt đà la ni sanh tịnh hoan hỷ Phật cáo A Nan nhị thời phán tạng tỳ kheo thiết thự nguyện dị dị kệ tụng viết ngã kiến siêu thế chí tất chí vô thượng đạo tư nguyện bất mạng tốt thể bất thành đẳng giác phục uy đại thí chủ phổ tế chư cùng khổ linh bị chư phần sanh trường giả vô đạo xuất sanh chúng thiền căn ngã nhược thành chánh giác lập danh vô lượng thọ chúng sanh văn sự hiệu câu lai ngã sát trung như Phật kim sát thân diệu tướng sắc viên mạng diệt dị đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thân chánh niệm tịnh huệ tu phạm hạnh nguyện ngã trí huệ quang khai vị trí huệ nhãn hoạch đắc quang minh thân bế sắc chư ác đạo thông đạt thiện thú môn vì chúng khai pháp tàn quản thí công đức bảo như Phật vô ngại trí sở hành từ mẫn hạnh thần tác thiên nhân sư đắc vi tam giới hồn thiết pháp sư tự thống nhất thiết giai thành Phật sư nguyện nhược khắc quả đại thiên ân
động hư không chư thiên thần ước quận trung diệu hoa Phật cao a đem pháp tạng tỳ kheo thí tự tùng dị ứng thời cổ đề lục chủng chứng đồng thiên bộ diệu hoa dị sáng kỳ thuận tự nhiên âm nhạc không trung tán ngô quyết định tất thành. Tác tư hoàng thệ nguyện dị trụ tâm thật hòa dụng mạnh tinh tấn nhất hướng chiên chế che kim dùng đờ sở tu Phật quốc khai khuất quảng đại siêu thắng đục diệu kiếm lập thường nhiên vô suy vô biến ưu vô lượng kiếm tích thật đức thành bất khởi tham sân si dục chư tưởng. Sắc tham thương vị xuất phát đạt nhào ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn thành tịch tịnh thành viện ly hư vọng y chân để môn thật chúng đức bọn bức kế chúng khổ thiệu dục trí tốt chuyên cầu bạch pháp. Nhẫn lực thành tựu ưu chư hữu tình thuần hòa từ nhẫn hòa nhan ái thượng thuyến dự sát tấn cung kính tâm bào phụng sự sư trưởng vô hữu hư nguyện xiểm phúc chi tâm trang nghiêm chúng hạnh quỷ phạm phụ túc quán pháp dư hóa tâm muộn thuận tật thiện hộ khổ nghiệp. Bất khất lập nghi thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô niệm sở hữu quốc thành tựu là quyến thuộc trung bảo đô vô sở trước hành dị bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tâm thiền định trí huệ lục lợi chi hạnh. An lạc chúng sanh chủ ưu vô thượng chân chánh chi đạo do thành như thị chư thiện căn cố sở sanh chi xứ vô lượng bảo tàng tự nhiên pháp ứng hoặc quy chuẩn giả cư sĩ hào sánh tôn quý. Thiện luân thánh đế hoặc quy lục dục thiên chủ đại chí phạm vương ưu chư Phật sở tôn trọng cúng dường vị tầm gián đoạn như thị công đức thiết bất năng tầm thông khẩu thường xuất vô lượng diệu hôn do như chiên đàn ưu bác la hoan. Bác thập chủng hà tất giai cụ tốt thuộc trung thường xuất vô tận chi bảo trang nghiêm chi cụ nhất thiết sở tu tối thượng chi vật lời đạt hữu tình do thị nhân duyên năng linh vô lượng chúng sanh nhai phát a nợ đa la tăng biểu tăng bồ đề tâm. Tu bồ tát hành tích công lụy đức vô lượng vô biên ư nhất thiết pháp di đắc tự tại phi thị ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri sở phát hệ nguyện viên mãn thành tựu. Cụ túc trang nghiêm uy đức quảng đạo thanh tịnh Phật độ a nan văn Phật sở thuyết bạch thế tôn môn pháp tạng bồ tát thành bồ đề giả duy thị quá khứ Phật gia vị lai Phật gia vi kim hiện tại tha phương thế giới gia. Kim hiện tại thuyết pháp hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn. Phật thí A Di Đà Phật vi Bồ Tát cầu đắc thiện nguyện thời A Xà Vương tự dự ngụ bá đại trưởng giả văn chi giai đại hoan hỷ các trì nhất kim hoa cái câu đá Phật tiền. Các hóa cái thứ Phật dị khước tài nhất diện thỉnh kinh tâm trung nguyện ngôn linh ngà đặng tác Phật thời gia như A Di Đà Phật Phật tất chi chi cáo chư tỳ kheo thị vương tự làm hậu đương tác Phật bị ưu tiền thế. Văn Phật hôn già màu bất đại chi hoan hỷ quốc giới nghiêm tình đề thập nhất Phật nữ A Nan bị cực lạc giới vô lượng công đức cụ tốt trang nghiêm vịnh vô chung khổ chư nàng ác thú ma nạn chi danh diệt vô tứ thời hàng thự hộ minh chi dị Phật vô đại tự gian hải khô lăng thanh khảm. Quỳnh kim vi địa khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực vi diệu kỳ lệ thanh tịnh trang nghiêm siêu du thập phương nhất thế thế giới A Nan văn dị bạch thế tôn vương dược bị quốc độ. Kỳ tử thiên quân thi cập đao lợi thi nghi hạ nghi trụ Phật cáo A Nan dạ ma đâu sắc nào chí sắc vô sắc giới nhất thế chư thi nghi hạ nghi trụ A Nan bạch ngôn bất khả tư nghị nghiệp lực sở trí Phật ngự A Nan bất tư nghị nghiệp. Hiệu tâm quả báo bất khả tư nghị chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị chư Phật thánh lực chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị trì quốc chúng sanh. Nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị ngã ư thử pháp thật vô sở hoạt động vì tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng cứu pháp tư vấn quang minh biến chiếu đệ thập nhị Phật cao A Nan A Di Đà
đạo Phật uy thần quan quân tới tôn đệ nhất thập phương chư Phật sở bất năng cập biên chiếu đông phương nam tây bắc phương tứ di thượng hạ diệt phục dư thị nhiều khóa đảnh thượng viên quan hợp nhất nhiều tam tử gia tần hoặc bá thiên và bất gia tần chư Phật quan minh hoặc chiếu nhất nhị Phật sát hoặc chiếu bá thiên Phật sát quan minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát chư Phật quan minh sở chiếu nguyện cận bổn kỳ tiền thế cầu đại sở nguyện công đức đại thiệu bất đồng chí tác Phật thời các từ đắc chi tự tại sở tác bất vi dự kế thắng ngư nhật nguyệt chi minh thiên ước vạn mọi quan trung cực tôn Phật trung chi vương thị cố vô lượng thọ Phật diệt hiệu vô lượng quan Phật diệt hiệu vô vi quan Phật vô ngài quan Phật vô đẳng quan Phật diệt hiệu trí huệ quan thường chiếu quan thanh tịnh quan hoan hỷ quan giải thoát quan an ngụ quan siêu nhật nguyệt quan bất tư nghị quan nhờ khổ chúng sanh văn kỳ quan minh uy thần công đức nhập dạ xưng thuyết chí tâm bất đoạn tùy ý sở nguyện đắc sanh kỳ quốc thọ chúng vô lượng đề thập tam Phật ngự a nan vô lượng thọ Phật thọ mạng trường cụ bất thể sinh kế hộ hộ vô số thanh văn chi chúng thần trí động đạt nam ngư dụng trung trì nhất thiết thế giới ngã đệ tử trung đại một kiền liên thần thông đệ nhất sanh thiên đại thiết thế giới sở hữu nhất thiết tinh số chúng sanh ư nhất thú già tất chi tỷ số già sự thập phương chúng sanh tất thành duyên giác nhất nhất duyên giác thọ vàng ước tế thần thông gia như đại một kiền liên tận kỳ thọ mạng bị Phật hội trung thanh văn chi số thiên vạn phần trung bất cập nhất phần thế như đại hải thông quảng vô biên thiết thụ nhất bao tích vi bá phần tái như vi trần dị nhất bao trần kim hạ nhất tích thử bao trần thị tỷ hại thục đa a nan bị một kiền liên đặng sở tri số giả như bao trần thị sở bị tri giả như đại hải thủy thiên nhân thọ lượng diệt nhị phi dị tánh kế thí dụ chi sở năng tri bảo thụ biến quốc đệ thập xứ bị như lai quốc đa như bảo thụ hoặc phần kim thụ thần bạch ngân thụ lô ly thụ thủy tinh thụ hộ pháp thụ mỹ nam thụ duy nhất bảo thành bất tạp như bảo hòa thụ nhị bảo tam bảo nại trí thức bảo kiện cộng hiệp thành căn thành chi cán thử bảo sở thành hoa diệt quả thật sao bảo hóa tác hòa thụ bảo thụ quỳnh kim vi căn bạch ngân vi thân lô ly vi chi thủy tinh vi sao hộ pháp vi diệt mỹ ngọc vi hoa phục hộ thất bảo hộ vi căn can chi diệt khoa quả trùng trùng cộng thành các tự diện hàng 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 tương trị thành thành tương bồng chi diệt tương hướng hoa thật tương đương minh sát quan diệu bất khả thắng thị thanh phong thời phá xuất ngũ anh thanh vi diệt cung thư tự nhiên tương hòa hộ kỳ đạo tràng hữu bồ đề thụ ca tứ bá vạn lý kỳ bổn chú quy ngũ thiên do tần chi diệt tứ bố nhị thập vạn lý nhất thiết chúng bảo tự nhiên hiệp thành hoa quả khu vinh quang huy biến chiếu phục hữu hồng lục thanh bạch chiêu ba đi bảo chúng bảo chi quân dị vi anh lạc kim châu linh đạt châu táp điều dây chân diệu bảo vọng la phú kỳ thượng bá thiên vạn sắc hộ tương ánh sắc vô lượng quan viên chiếu diệu vô cực nhất thiết trang nghiêm suy chư chi diệt diện xuất vô lượng diệu phá tâm thanh kỳ thanh lưu bố biến chư phật quốc thanh sử ngai lượng vi diệu hòa nhã thập phương thế giới anh thanh chi trung tối vi đệ nhất nhiều thụ chúng sanh độ bồ đề thụ văn thanh thứ hơn thượng kỳ quả vị xuất kỳ quan hạnh niệm thụ công đức gia đắc lục căn thanh tuyệt cơ chư đạo hoàng Phật cáo a nan như thị Phật sát hóa quả thụ một giữ chư chúng sanh nhi tác Phật sự thử giai vô lượng thọ Phật uy thần lực cố bổn nguyện lực cố mạng túc nguyện cố mạng minh tánh nguyện cố đường xá lâu quán đệ thập lục hộ vô lượng thọ Phật giảng đường tinh xá lâu quán lâm phận diệt giai xuất bạo tự nhiên hóa thành phục hộ bạch châu ma ni dị vi giao lạc minh diệu vô tỷ chư bồ tát chúng sở cư cung điện diệt phục như thị trung hộ tài địa giảng kinh tụng kinh dạ hộ tài địa thọ kinh thính kinh dạ hộ tài địa kinh hành giả tư đạo tập hộ tài hư không giảng tụng thọ thính giả kinh hành tư đạo tập tại thiền giả hoặc đắc tu đà hoàng hoặc đắc tu đà hàm hoặc đắc a la hàm a la hán vị đắc a duy vị trí giả tắc đắc a duy vị trí các tự niệm đạo thuyết đạo hành đạo mặc bất quan thị tuyền trì công đức đệ thập thất hoặc thập do tần nhị thập do tần nã chí bá thiên do tần cảm nhiên hưng thế cụ bá công đức ngàn biên vô số chiến đàn hương thụ kiết tường quả thụ hoa quả hằng cư quang minh chiếu diệu tu đều mật diệt giao phú ưu trì xuất trụng trụng hương thế vô năng dụ tỳ phong tán phất kiên thị lưu phần hộ phục trì xuất thất bảo u bá la hoa bát đà ma hoa câu mâu đầu hoa phần đà lợi hoa tập sắc quan mậu dí phú thị thượng nhược bị chúng sanh quá dục thượng thụy dục chí túc giả dục chí sóc giả dục chí thanh giả
hoặc dục lãnh giả ôn giả cốt lưu giả hoạn lưu giả tỳ thủy nhất nhất tỳ chúng sanh ni thai thần diệt thể tịnh diệu vô hình bảo sa ánh triệt vô thông bất chiếu vi lan tự hồi chuyển tư quán chú ba du vô lượng vi diệu âm thanh hoặc quán phật phá tâm thanh ba la mật thanh chỉ tốt tịch tịnh thanh vô sanh vô diệt thanh thật lực vô ý thanh hoặc quán vô sanh vô ngã thanh đại từ đại bi hỷ xả thanh cam đồ quán đảnh thọ vị thanh đắc văn như thị chủng chủng thanh dị kỳ tâm thanh tịnh vô chư phân biệt chánh trực bình đẳng dự pháp tương ương kỳ nguyện văn giả chiếc độc văn chi sở bất dục văn liệu vô sở văn vịnh bất thái ưu ưu an nội đa la tâm miệu tâm bồ đề tâm thập phương thế giới chư bản sanh giả gia ưu thất bảo trì liên hoa trung tự nhiên hóa sanh thượng vô giả thiết hà muốn thật khổ đạn hữu tự nhiên khoái lạc chi âm thị cố biện quốc nhân vi cực lạc siêu thế hy hữu đệ thập bát bị cực lạc quốc sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu hàm đồng nhất loại vô sai biện tướng đạo nhân thuận dư phương tục thiên nhân chi danh phật cáo a nan thí như thế gian bần khổ khắc chân tại đế vương biên diện mạo hình trạng linh khả loại hồ đế vương nhục tị chuyển luân thánh vương tắc vi bị lậu do bị thoát nhân tại đế vương biên giả chuyển luân thánh vương y tướng đệ nhất thị chi đao lợi thiên vương nhược tỷ cực là quốc trung bồ tát thanh văn quan nhan dung sắc phi vàng ngốc bồi bất tướng cập đại sở sự cung điện y phục ẩm thực do như tha hóa tự tại thiên vương chỉ yêu uy đất giai vị thần thông biến hóa nhất thiết thiên nhân bất khả vi tỷ bá thiên vàng ngốc bất khả kế bồ a nan ngưng tri vô lượng thọ phật cực là quốc đồ đức trang nghiêm bất khả tư nghì thọ dụng phục túc đệ thập cụ phục thứ cực là thế giới sở hữu chúng sanh hoặc chỉ sanh hoặc hiện sanh hoặc đương sanh giai đắc như thị chư diệu sắc thân hình mạo đoan nghiêm phước đức vô lượng trí huệ minh liệu thần thông tự tài thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc cung điện phục sớm hương hoa văn cái trang nghiêm chi cụ tự nhiên tại tiền ba vị ẩm thực tự nhiên danh mạng tuy hữu thự thật thật vô thật dạ đạn kiến sắc văn ngôn dị ý vi thật sắc lực tăng trưởng nhiên vô tiền quái thân tâm vô diện vô sợ vì trước sự dị hóa khứ thời chí phục hiện diệu y quan đối quan minh giá thiên diệu sắc cấp trai cụ túc tự nhiên tại thân sở cư xá sạch xứng kỳ hình sắc bảo vọng nhiên phố huyền chư bảo linh kỳ diệu trân diệu chu biến hiệu sắc quan sắc hoạn nhiều tầng tầng khiêm lệ lâu quán mang khổng đường vũ phòng các quản hiệu phương viên hoặc đại hoặc tiểu hoặc tại hương công hoặc tại bình địa vi diệu khoái đẹp ứng điện hiện tiền vô bất cụ túc đức phong hoa bụ đề nhị thập kỳ phật quốc độ mỗi ưu thật thời tự nhiên đức phong tự khởi si chư đa vọng tập trung bảo thủ xuất vi diệu âm diện thế phủ không vô thường vô ngã như ba la mật lưu bố bạn chủng ôn nhà đức hương do như tỳ kheo đắc diệt tận định phục suy thất bảo lâm thụ phiêu hoa thành tụ chủng chủng sắc quan biến mạng phật độ tỳ sắc thứ đệ như bất đạt loạn như nhiệt quan thiết như đô la biên túc lý kỳ thượng một thân tứ trị tỳ túc cử dị hoàng phục như sao quá thật thời hậu tỳ hoa tự một đại địa thanh tịnh cánh vụ tân hoa hoàng phục chú biến giữ tiền vô dị như thị lục vạn bảo liên phật quan đệ nhị thập nhất hồ chúng bảo liên hoa chu mạng thế giới nhất nhất bảo hoa bá thiên ức diệt kỳ hoa quang minh vô lượng chủng sắc thân quan bạch sắc bạch quan phục phụ vô lượng diệu bảo bá ni ma ni ánh sắc chân kỳ minh diệu nhật nguyện bỉ lưng hoa lượng hoặc bán nhớ tầng hoặc nhất nhị tam tứ nại chỉ bá thiên nhớ tầng nhất nhất hoa trung sốc tam thập lục bá thiên ức quan nhất nhất quan trung sốc tam thập lục bá thiên ức phật thân sắc tự kim tướng hạ thường đạo nhất nhất chư phật hộ phóng bá thiên quang minh thiết vi diệu pháp như thị chư phật các cá năng lập vô lượng chúng sanh đương phật chánh đạo quý chứng cực quả đệ nhị thập nhị phật tử a nan bị phật quốc độ ngũ hữu môn bán hỏa quan nhật nguyện tinh diệu chú già chi tự diệu vô tế nghiệp tiếp số chi danh phục vô trụ trước gia thất ư nhất thiết sử ký vô tiêu thất danh hiệu diệt vô thụ xạ phân biệt chi thọ thanh tình tối thượng khoái lạc quyết định chứng ngư ra nở ra ra tâm miệu tâm bồ đề hà dĩ cố nhược tà định tồn cập bất định tồn bất năng liệu tri kiến lập bị nhân cố thập phương phật tán đệ nhị thập tam phục sự a nan đông phương hằng hà sa số thế giới nhất nhất gia chung như hằng sa phật các số quảng trường thiệt tướng phóng vô lượng quan thấy thành thật ngôn xưng tán vô lượng thọ phật bất khả tư nghị công đức sanh tây bắc phương hằng sa thế giới chư phật xưng tán tứ duy thượng hạ hằng sa thế giới chư phật xưng tán diệt phục như thầy hà dĩ cố thập phương sở hữu chúng sanh văn bị phật danh pháp thanh tịnh tâm bất niệm thọ trì quy y cúng dường nại trí năng phát nhất niệm tình tính sở hữu thiện căn chí tâm hồi hướng nguyện sanh bị quốc tùy nguyện gia sanh đắc bất thái chuyện nại trí vô lượng
三辈往生第二十四佛告阿难十方世界诸天人民及有至心愿生彼国凡有三辈地土婆夜舍耶毗有发菩提心忧苦坚念阿弥陀佛诸诸功德未生彼国土等众生当何中何阿弥陀佛有知心中现在地地根都优耶都地彼佛往生彼国地恩福法华中土因化生智慧勇猛同通度在地国阿难。dục ưu kim thế kiến a ni đà phật giả ưu pháp vô thượng hồ đề chi tâm phục đức chiêm niệm cực lạc quốc độ tất tập thiện ca ngôn trì hồi hướng do thượng kiến phật sanh bị quốc trung đắc quốc thế chuyện đại chi vô thượng bồ đề kỳ trung với dạ ti bất năng đại sa môn đại tu công đức đương pháp vô thượng bồ đề chi tâm nhất hướng chiêm niệm a ni đà phật tùy kỳ tu hành khởi lập thái tượng phạn cận sa môn hiện tăng nhiên tăng tán hoa thiêu hương thị thụ hồi hướng nguyện sanh bị quốc kỳ nhân lâm chung a ni đà phật hóa hiện kỳ thân quang minh tướng hạ cụ như chân phật giữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiều hiện kỳ nhân tiền nhiếp thọ đạo dẫn vạn sanh kỳ quốc trụ bất thế chuyện vô thượng bồ đề công đức trí huệ thứ như thượng bối giả giả kỳ hạ bối giả giả sự bất năng tán chư công đức đương pháp vô thượng bồ đề chi tâm nhất hướng chiên niệm a ni đà phật hoan hỷ tính nhà bất sanh nghi hoặc dị kiến thành tâm nguyện sanh kỳ quốc tự nhân lâm chung diệt đắc vạn sanh công đức trí huệ thứ như trung bối giả giả nhiều hộ chúng sanh trụ đại thừa giả dị thanh tịnh tâm hướng vô lượng thọ nại chí thập niệm nguyện sanh kỳ quốc văn thần thân má tức sanh tính giả nại chí hoặc đắc nhất niệm tịnh tâm định sanh bị quốc đắc bất thoái chuyện vô thượng bồ đề bản sanh chánh nhân đệ nhị thập ngũ phật tử a nan nhược hộ thị nam tự thiện nữ nhân văn thự kinh điện thọ trì độc tụng thư tại cúng dường trú già tương tục cầu sanh bị sát pháp bồ đề tâm trì chư cấm giới kim thủ bất phạm diêu ớt thủ tần sở tác thiện căn tất thế dự chi linh đắc an lạc ứng niệm tây phương a ni đà phật thị nhân mạng chung như phật sắc tướng chủng chủng trang nghiêm sanh bào sắc trung tốc đắc văn pháp bệnh bất thoái chuyện phục thứ a nan nhượng phụ chúng sanh dục sanh bị quốc ti bất năng đạo tinh tấn thiền định tận trì tinh giới yếu đương tác thiện tam bất dâm dục tứ bất vọng ngôn ngữ bất ị ngữ lục bất ác hậu thất bất lượng thiệt bác bất lan phụ bất sân tập bất si khởi thị chú dạy tư duy cực lạc thế giới a ni đà phật chủng chủng công đức chủng chủng trang kim chí tâm quy y định lệ cúng dường thị nhân lâm chung bất tinh bất bố tâm bất điên đạo bị Phật quốc độ nhược đa sự vật bất năng ly gia bất hạ đại tu trai giới nhất tâm thanh tịnh hữu không nhàn thời đáng chánh thân tâm tuyệt dục hữu ưu tự tâm tinh tấn bất đương sân nội tật đô bất đắc tham thiết sang tích bất đắc trung hôi bất đắc hộ nghi yếu đương hiếu thuận chí thành trung tính đương tính phật kinh hữu tâm đương tính phát hiện đất phước phụng trì như thị đẳng pháp đất đắc khuyên thất A Ni Đà Phật thanh tịnh Phật quốc thập nhật thập dạ nại chí nhất nhất dạ bất đại tiền dạ thọ chung giai đất vạn sanh kỳ quốc hành Bồ Tát đạo chư vạn sanh dạ giai đất a duy vị trí giai cụ kim sắc tâm thập nhị tướng giai đương tác Phật dục ưu hạ vô Phật quốc tác Phật tùng tâm sở nguyện tạo vạn cầu đạo bất hư hội đương đắc chi bất thất kỳ sở nguyện dạ a nan dị thự nghị lời có vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật Như Lai giai cộng xưng tán vô lượng thọ Phật sở hữu công đức lợi cung thánh pháp đề nhị thập lục phục thứ a nan ngập phương thế giới chư Bồ Tát chuẩn bị dục chiêm đại cực lạc thế giới vô lượng thọ Phật các vị hương hoa tràng ban bảo cái vạn nghề Phật sở cúng kính cúng dường thánh thọ kinh pháp tuyên bố đạo hóa xưng tán Phật độ nhị thời thế tôn tức thế tụng viết đông phương chư Phật sát số dư hành hà sa hành sa Bồ Tát chúng vạn lệ vô lượng thọ nam tây bắc tứ duy thượng hạ diệt phục nhiên hoàng diệu tôn trọng tâm phụng chư trong diệu cúng sướng phá hòa nhã ấm ca thánh tối thắng tôn cứu đạt thần thông huệ du nhập tâm pháp môn văn phật thánh đức danh công đức phổ trang nghiêm chư Phật quốc nam tỳ nhân pháp vô thượng tâm nguyện tốc thành bồ đề ứng thời vô lượng tôn tri tiểu hiền kim dung quang minh tùng khẩu xuất biến chiếu thập phương quốc tam tác tùng đảnh nhập bồ tát kiến thượng quan tất chứng bất thoái vị thời hồi nhất thiết chúng hộ thánh sanh hoan hỷ phật ngự phạm đôi chấm bắc âm sướng diệu thanh thập vương lai chánh sĩ ngô tất chi bị nguyện chí cầu nghiêm tình độ thọ ký đương tác phật khác liệu nhất thiết pháp do chư mộng hiện hưởng mạng tốt chư diệu nguyện tất thành như thị sát thọ ký đương tác Phật thông đạt chư pháp tánh nhất thiết không vô nghệ chiến cầu tịnh phục độ tất thành như thị sát văn pháp nhà thọ hành đắc chí thanh tịnh xứ tất ư vô lượng.
lượng công thọ ký thành đẳng giác vô biên thù thắng sát kỳ Phật bổn nguyện lực quan tranh dục bản sanh tự Bồ Tát hướng chí nguyện nguyện kỳ quốc vô dị phụ niệm độ nhất thiết các pháp bồ đề tâm xạ bị luân hồi thân con linh đang bị ngạn phục sự tàn ngất Phật phi hóa biến chư sát đề nghị thập thất Phật ngự a nan mỹ quốc Bồ Tát thượng Phật uy thần ưu nhất thập hạnh phụ vạn thập phương vô biên tịnh sát cúng dường chư Phật hoa hương chẳng pháp cúng dường chi phụ ấm niệm tất chi gia hiện thụ trung chân dự thù đạt phi thế sở hữu dị phụng chư Phật tập Bồ Tát chúng hoa giai hướng hà đoan viên chu tác hóa thành hóa cái bá thiên quan sát sắc sắc diện hương hương thế phổ hương cái chi tiểu già mạnh thập do cần như thị chuyện bài này chi biến phổ tam thiên đại thiên thế giới tùy kỳ tiền hậu kinh tu du giang hoàng kỳ bổn quốc đô tất tập hội thất bảo giảng đường vô lượng thọ phật tất vì quản tuyên đại giáo dựng xuống diệu pháp mạc bất khoan hệ tâm dạy đắc đạo tất thời hương phong suy thất bảo thượng xuất ngũ âm thanh vô lượng diệu hoa tiền phong tứ tán tự nhiên cúng dường như thị bất tuyệt nhất thiết chư thiên vạn dụng kỹ nhạc cúng dường bị phật tập chư bồ tát thanh văn chi chúng tiền hậu bản la hy di khoái lạc vô lượng thọ phật bổ nguyện giao uy cập thành cũng dường như lai thiện căn tương tục vô khuyết chẳng cố thiện tu tập cố thiện giết thủ cố thiện thành tựu cố đại sĩ thần quán đề nhị thập bát phật cáo a nan vị phật quốc tôn chư bồ tát chúng tất giai động thị triệt thánh đáp vô thượng hạ thứ lai hiện tại chi sự chư thiên nhân dân đắc đạo vạn sanh gia dự chi chi hữu bị Phật sát chư thanh văn chúng thân quan nhất tầm Bồ Tát quang minh chiếu bá giới tầm hữu nhị Bồ Tát tối tôn đệ nhất ý thần quang minh phổ chiếu tâm thiên đại thiên thế giới a nan bạch Phật bị nhị Bồ Tát kỳ hiệu vân hà thường tại A Di Đà Phật tả hữu dục trí thập phương vô lượng Phật sở thị tâm tắc đáo hiện tư thử giới tháp đại lợi lạc thế gian thiện nam từ thiện nữ nhân nhận hữu cấp nàng khủng bố đại tự quy mạng quán thế âm Bồ Tát vô bất đắc giải thoát giả đề nghị thập phụ phục sứ a nan bị Phật sát chung sở hữu hiện tại vị lai nhất thiết Bồ Tát giới đương cứu cánh nhất sanh bộ sứ duy trừ đại nguyện nhập sanh tự giới vị độ cùng sanh tác sư tự hỗn hành đại giáp trụ vị hoàng thể công đức như tự trang nghiêm tuy sanh hữu trụ a thế bất thọ ác thú sanh sanh chi sứ thần xuất xuất mạng vô lượng thọ phật ý dục độ thác thập phương thế giới chư chúng sanh loại giai sự bằng sanh kỳ quốc tất linh đất lai hoàng đạo tác bồ tát giả linh tất tác phật ký tác phật diệu chuyện tương giáo thọ chuyện tương độ thác như thị chuyện chuyện bất khả phục kế bị Phật quốc trung thường như nhất pháp bất bi tâm đa sợ dị giả hệ do như đại hải vi thị trung quân chư thị đô hành đô nhập hải trung thị đại hải thị ninh vi tâm giảm báo phương thượng hạ Phật quốc vô số A Di Đà quốc minh hạ khóa lạng tứ vi độc sáng bổn kỳ vi bồ tát thời cầu đại sở nguyện lị đức sở trí vô lượng thọ phật ân đức bố thí báo phương thượng hạ vô cùng vô cực thâm đạo vô lượng bất khả thắng ngôn bồ tát tu trì để tăng thập phục sự a nan bị phật sát chúng nhất thế bồ tát thiền định thần thông uy đức vô bất viên mạn chư phật mật tạng cứu cánh minh liệu điều hộ chư căn thân tâm nhu nhiệm thâm nhập chánh huệ vô phục như tập y phật sở hành thất giác thánh đạo tu hành ngũ nhạn chiếu chân đạt tục nhục nhạn nhạn tập thiên nhạn thông đạt diệt vô hy cầu bất hy cầu tưởng diệt vô bị ngạ vi oán chi tượng hề diệt vô bị chư bồ tát vô nhân thế chúng sanh nội đại từ vi lợi ích tâm cố sở đi nhất thiết chấp trước thành tựu vô lượng công đức diệt vô ngại hoại giải pháp như như thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện bất thân thế ngữ khi nhất thiết pháp tất giai không tận sanh thân phiền não nhị dư câu tận ưu tam giới trung bình đẳng cần tu cứu cánh nhất thừa chỉ ưu bị ngàn quyết là nghi vọng chứng vô sở đắc hình tăng trưởng liệu chi tùng bộ vị lai em chủ thần thông đắc nhất thừa đạo quốc do tha ngộ chân thật công đức đệ tam thập nhất tự thân uy quan siêu ưu nhập nguyện kỳ tâm thiết bạch do như tiết sơn nhuận nhục như địa nhất thiết bình đẳng thanh tịnh như thị tệ chư trần cấu xí thịnh như hỏa thiêu phiền não tân bất chứng như con vua chư chướng ngài pháp âm lôi chấn giác vị giác cố vụ cam lộ pháp nhuận chúng sanh
cốt. Đại từ đẳng có như tịnh liên hoa ly nhiệm ô có như ni con thụ xuống ấm đại có như kiên năng sự phá tà chấp có như thiết vi sâu chúng ma ngoại đạo bớt năng động cố kỳ tâm chánh trực thiện xảo quyết định luận pháp vô y cầu pháp bất quyền giới dục lô ly lộ ngoại minh khiết thì sở vô thế tinh chung diệt phụ kích pháp cổ kiến pháp tràn diệu huệ nhập phá chi âm thuần tịnh ôn hòa. Thời Phật nhất thiết ma quân tôn trọng phụng sự chư Phật vi thế minh năng tới thắng phước điện thù thanh kiến tượng thâm thầu cúng dường hết diệt hoan hỷ hùng mạnh vô ý thân sắc tướng hạ công đức biện tài cụ cốt trang nghiêm. Cụ cánh Bồ Tát chư Ba La Mật nghi thường an trụ bất sanh bất diệt chư tâm ma địa hành biến đạo tràng nguyện nhị thường cảnh na na ngã kim lục thế bị cực lạc giới sở sanh Bồ Tát chân thật công đức thất gia như thị nhược quản thiết giả lá thiết vàng kiếm bất năng cùng tận thọ lạc vô cực đệ tâm thập nhị Phật ca di lộc Bồ Tát chư thi nhân đẳng. Thanh tịnh nhược thử hà bất lực vi thị niệm đạo chi tự nhiên xuất nhập cúng dường quán kinh hành đạo hỷ lạc của tập tài mạnh trí hoài tâm bất trung hội ý vô dạy thời ngoại nhật trì hoãn nội độc sự cấp chung chung hư không thích các kỳ trung trung biểu tư ngân tự nhiên nghiêm chỉnh kiểm niệm đang trực thân tâm thiết tịnh vô hộ ái tham chí quyền an định cầu đạo hòa chánh bất ngộ khinh tài tùy kinh đức lệnh hành vi đạo một khoáng vô tha niệm vô hộ ưu tư tự nhiên vô vi hư không vô lập tạm mang vô dục tác đắc thiện nguyện tầm tâm cầu sắc nằm ai từ bận lễ nghĩa đô hiệp bao la biểu lý quá độ giải thoát tự nhiên bảo thụ chân chân thiết bạch chí nguyện vô thượng tầm định an lạc nhất đáng thay đạt minh triệt tự nhiên chung tự nhiên tướng chuyện biến tối tháng ốc đơn thành thất bảo hoành lãnh thành vạn vật quan tinh minh cô xuất thiện hảo thù vô tệ trướng ương vô thượng hà động đạt vô biên tế nghi các còn tính tấn nỗ lực tự cầu chi tất đắc siêu tuyệt thứ vạn sanh vô lượng thanh tịnh a di đà phật quốc hoàng tị ương ngũ thố ác đạo tự bế tắc vô cực chi thắng đạo kỳ quốc bất nghịch vi tự nhiên sở phiên tùy quyến chí nhược hư không cần hành cầu đạo đức khả đắc cực thường sanh thọ lạc vô hữu cực hà vi trước thế sự đau nao u vô thường khiến dụng sách tấn để tam thập tam mạng chung thiếu quy mạng tùy tùy giả bần phú đồng nghi ngu khổ bệnh đang thế gian nhân nhân phụ tử huynh đệ phu phụ thân thuộc đương tư kính thái vô tư tâm tập hữu vô tư không vô đắc tham thích mạng tương đi lợi hợp tời tâm tranh hữu sợ khỏe nộ hậu thế chuyện kịch chí thành đạo án thế gian chi sự cảnh tương hoạn hại tuy bất lâm thời nhưng có tượng phá nhân tài ái dục chi chung độc sanh độc tự độc thứ độc lai khổ lạc tự đương vô hụ đại giả truy trục sở sanh đạo lộ bất đồng mọi kiến vô kỳ hà bất ưu thường kiện thời nỗ lực tu thiện dục hà đại hồ thế nhân thiện nghe tự bất năng kiến kiến hung hoạt cơ vô thường căn bản mong minh để độ bất tính kinh phá tâm vô hiện lực các dục phái ý mê ưu sân khỏe tham mưu tài sắc chung bất hư trị ai tai khả thương tiên nhân bất thiện bất thất đạo đức thù vô quái giả tự sanh chi thố thiện ác chi đạo đô bất chi tính vị vô hụ thị cánh tương chiên thị hoặc phù khúc tự hoặc tự khúc phù huynh đệ phu phù cánh tương khúc pháp nhất sự nhất sanh điệp tương cố lý hư quán kết cuộc vô hộ giải thời tư tự ngân hào bất ly tình dục bất năng tâm tư thuộc kế chiến tinh thành đạo niên thọ tàn tận vô khả nại hàng hoặc đạo giả chúng phù đạo giả thiểu vi vọng hương sự vi nghịch thiên địa đốn đại kỳ thọ hạ nhập ác đạo vô hồn xuất kỳ nhược tào đương phục tư kế viện ly chúng mát chặt kỳ thiện giả cần duy hành chi ái dục vinh hoa bất khả thường bạo gia đương biệt ly vô khả lạc giả đương cần tinh tấn tôn siêu quần thánh quang minh triệt chiếu động đạt vô cực phổ vi nhất thiết thiên nhân chi sư kim đắc vị phật cuồng quang vô lượng thọ thanh mị bất hoan hỷ tâm đắc hai minh phật cáo di lập kính đưa phật giả thị vi đại thiện thật đương niệm phật tuyệt đoạn hồn nghi bạc chư ái dục đội chung mát quen như bộ tam giới vô sợ quái ngại độ vị độ giả nhược tào đương tri thập phương nhân dân vĩnh kiếp chỉ lai thiện chuyện ngũ đạo ưu khổ bất thiệt sanh thời khổ thống đạo liệt khổ thống bệnh cực khổ thống tử cực khổ thống bác xuống bất tịnh vô khả đạt giả nghi tự biết đạt tại trừ tâm có ngôn hành trung tính biểu lý tư ngân nhân năng từ đời chuyển tương trần tế chí tâm cầu nguyện tích lợi thiện bổn
Tu vô danh nhị hậu sanh vô lượng thọ quốc phải là vô cực vĩnh bạc sanh tự chi bộ vô phục khổ nạn chi hoạn thọ thiên bản kiếp tự tại tùy ý nghi các kinh tôn cầu tâm sở nguyện vô đắc nghi hối trụ vi quá cụ sanh bị điên để thất bảo thành chư vô ngộ ba tuế thọ chư ác giả. Chiên tinh tu học như giáo phụng hành bất cạn hữu nghi trục thế ác hộ đệ tam thập ngũ phật cao di lập nhị đẳng năng ngư thử thế đăng tâm chánh ti bất vi chúng tác thập vi đại đất sở dị giả hà thập phương thế giới thiện đa ác thiện dị khả tha hóa di thượng ngũ ác thế gian tứ vi tịch khổ ngạo kia mơ thử tác phật giáo hóa quần sanh. Hoạch kỳ phước đức hà đẳng vi ngộ kỳ nhất giả thế gian chư chúng sanh loại dục vi chúng tác cường giả phục nhự kiện tương khắc tạc tàn hại sát thương điệp tư không đạt bất chi vi thiện lưu manh ám mát si ác u cùng gia nhân tiền thế bất tính đạo đức bất hạnh vi thiện tùy hữu tôn quý hầu phú hiền minh chuẩn giả trí dụng tài đạt gia do túc thế tự hiếu tu thiện tích đức sở trí thế gian hội tự mục tiền niệm sự thọ chung chi hậu nhập kỳ u minh. Chuyển chuyển kỳ trung đệ kiếp năng sốt năng đắc giải thoát thân bất khả ngôn thiên địa chi gian tự nhiên hộ thị tuy bất đất thời bảo ơn thiện ác hội đương vi chi kỳ nhị giải thế gian nhân dân bất thuận pháp độ sai dâm kiêu tu nhầm tâm thượng tứ cư thuận bất minh tài vì bất chánh hạnh nhân oan hồn trung lương tâm khẩu các vị cơ nguyện đa đoan tôn tuy trung ngoài cánh cương thi cố dục tham đa hộ lợi hại thống phụ kết phẩm thành thù phá gia quân thân bất cố tiền hậu như thể chỉ cánh vô nhất tùy giả thiện ác hòa phước tri mạng sở sanh hoặc tại lạc xứ hoặc nhập khổ độc thụ hoặc kiếm thiện tấm bán bất cứ một cặp thường hòa đạo tâm thi vọng tha lợi dụng tự cung cấp tiêu tán phục thủ thần bính khắc chí chung nhập ác đạo vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung lệ kiếp năng sốt không bất khả ngôn kỳ tam dạ thế gian nhân dân tư nhân kỹ sanh thọ mạng kỹ hà bất lương chi dân thân tâm bất chánh thường hoài tà ác thường niệm dâm dục tiền mạng hung trung tà thái hoại dục phí tổn gia tài sự vi phi tế sở đưa cầu dạ nhi bất hạnh vi thân binh tương phạt công kiếp sát lục cưỡng đạt bách thiết quy cấp thê tự cực thân tác là chúng cộng tâm nghi hoài nhi khổ chi như thị chi ác trước ưu nhân quỷ thần binh trí trí tự nhập tam độ vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung lệ kiếp năng sốt không bất khả ngôn lượng thiện ác hậu vọng ngô miệng ngự tánh tật thiện nhân bại hoại hiền minh bất thiếu phụ mẫu tôn quý tự đại vị kỵ hữu đạo hoành hành ý thế sanh dịch ưu nhân dục nhân quý kính bất tự tầm cụ nam khả hàng hóa thường hòa kiếp mạng lại kỳ tiền thế phước đức danh thọ kim thế vi ác phước đức tầm diệt thọ mạng chung tận chư ác diệt quy hữu kỳ danh tập ký tài thần bất ưu cụ thiên dật vô cùng xả ly đạm đắc tiền thành nhập ưu hỏa hoạch bất hạnh tác thiện kỳ thân tu nghiệp phụ mẫu giáo hối vi lệ phản nghịch thí như oán gia bất như vô tự phụ ân vi nghĩa vô hụ báo thường tam tự thiện mỹ độ hộ để độ bất thân nhân tình vô nghĩa vô lệ bất khả giám hiệu lục thân quyến thuộc tư dụng hữu vô bất năm ngu niệm bất duy phụ mẫu chi ân bất còn sư hữu chi nghĩa ý niệm thân thọ tầm vô nhất thiện bất tính chứ phục kinh pháp bất tính sanh tự thiện ác dục hại chân nhân đố loạn tâm chúng ngu si mong muội sanh sở tùng lai tự sở thu hướng bất nhân bất thuận hy vọng trường sanh tự tâm giáo hối y bất hạnh tính khổ khẩu dự ngự vô ích kỳ nhân tâm trung bế tắc ý bất khai dạ đà mạng tương chung hối phụ giao chí hội chi ưu hậu tương hà cập hồ thiên địa chi gian ngũ đạo phân minh thiện ác báo ứng hoài phước tương thừa thân tự đương chi vô thùy đại dạ thiện nhân hành thiện tùng lạc nhập lạc tùng binh nhập binh ác nhân hành ác tùng khổ nhập khổ tùng binh nhập binh thùy năm suy giả giáo ngự khai thị tính thành giả thiệu sanh tự bất khô ác đạo bất tuyệt như thị thế nhân đang khả phụ tầm cứu hộ tự nhiên tam đồ vô lượng khổ nạ chuyển chuyển kỳ trung thế thế lụy kiếp vô hộ xuất kỳ nam đắc giả thái khống bất khả ngôn kỳ ác ngũ thống ngũ thiên thế như đạo hòa phật thiện nhân sơn nhược năm sự ưu kỳ trung nhất tâm chí ý đang thân chánh niệm ngôn hành chân phó sự tác chí thành động tác chư thiện bất vi chúng mát thân đầu độ thái hoặc kỳ phước đức khả đắc thượng thọ nên hoàng chi đà thị vi ngũ đại thiện giả cảm hộ phạm thử đức lịch ác thú hoặc kỳ kiếm thế tiến bị bệnh ưu tự sanh bất đắc thị chung chiến chi hoặc ưu thọ chung nhập tan nát đạo sầu thống khốc độc tự tương tiên nhiên cộng kỳ oán gia tánh tương sát xương tùng
cùng tiểu quyết khởi thành đại phúng tịch gia do tham chúc tài sắc bất khẳng khí huệ phô phục phúc trọc si dục sở bách hậu kỵ tranh lợi phú quý vinh hoa đương thời khoái ý bất năng nhẫn nhục bất vụ tu thiện ý thế vô kỵ tỳ dị ma nhiệt thiên đạo thi chư tự nhiên cũ cử quỳnh quỳnh chung chung đương nhập nghị trung cổ kim hữu thị hống thái khả thân nhự đằng đắc phật kinh ngự thục tư duy chi đương ly tâm độ bố hộ thống chi đạo nhược tàu tác thiện vân hà đệ nhất đương tự đang tâm đương tự đang thân nghĩa một hộ tị gia đương tự đang thân tâm tịnh khiết giữ thiện tương ương vật tùy thị dục bất phạm chư ác ngôn sắc đương hoàng thân hành đương kiên động tác chiếm thị an định tự vi bại hỏi tại hộ vi chi bất đế môn kỳ công phu như bằng đắc bảo đệ tam thập tất dự đàng quảng thực đức bồn vật phạm đạo tâm nhẫn nhục tinh tấn trực tâm chiên nhất cho giới thanh tịnh nhất nhập nhất giải tấn tại vô lượng thọ quốc vi thiện bá thế sở dị giả hàng bị phật quốc độ gia tích đức chúng thiện vô hạn pháp chi ác như thượng thế gian thiện thiệu ác đa ẩm khổ thật độc vị thường nên tất cứu ai nhữ đặng khổ tâm hối dụ thọ dụ kinh pháp tất thì tư chi tất phụng hành chi tu ti nam nữ quyến thuộc bằng hộ chuyện tu giáo vượng tự tư ước kiện hòa thuận nghĩa lý hoan lạc tường hiếu thử ác tụ thiện chuyên văn tịch cải phụng trị kinh giới như bần đắc bảo cải bạn tu lai tẩy tâm dịch hạnh tự nhiên cảm giác sợ huyền chiếm đất phật sở hành xứ quốc đất khâu tụ miệng bất môn hóa thiên hạ hòa thuận nhật nguyệt thanh minh bình qua vô dụng sùng đất hưng nhân vụ tu lệ nhượng quốc vô đạo tập vô hụ oan ngộ cường bất lanh nhược các đắc kỳ sợ ngã ai nhự đằng thầm vô phụ mộ niệm tự ngã ưu thủ thế tác phật dị thiện con mát và sanh tự chi khổ linh hoạt ngũ đất thân vô vi chi an kinh đạo tiệm diệt nhân dân xuyện nguyện phục quy chúng mát ngũ siêu ngũ thống cụ hội chuyển kịch thế nhân ác khổ như thệ phật gia từ ai tất độ thác chi thọ phật trùng hối bất cảm vi thất lệ phật thiện quan đệ tam thập bát phật cáo a nan dược tài dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác cập chư bồ tát a la hán đặng sở cư quốc độ ứng khởi tây hướng đương nhập một xứ cung kính cảnh lễ xuân niệm nam mô a di đà phật xuân dương tán thán a di đà phật chủng chủng công đức vô ngại vô đoạn a nan bạch ngôn bị phật tịnh sát đắc vị tầng hộ ngại diệt nguyện nhạc sanh đương vị độ thế tôn cáo vô kỳ trung sanh nhạc dị tầng thân cận vô lượng chư phật thật chúng đức bộ nhữ dục sanh vị ông đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng tất ư trưởng trung phóng vô lượng quan phổ chí nhất thiết chư phật thế giới thời chư phật quốc gia tất minh hiện như sở nhất cầm nhị a di đà phật thù thắng quang minh cực thanh tịnh cố ư thời thế giới sở hữu hắc sơn thiết sơn kim trang thiết phi đại tự chư sơn giang hà tùng lâm thiên nhân cung điện nhất thiết cảnh giới vô bất diễm kiến tỷ Phật quang minh diệt phục như thị thanh văn Bồ Tát nhất thế quang minh tất gia ẩn tế di kiến Phật quang minh diệu hiện hết thử hội tứ chúng thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng gia kiến cực lạc thế giới trụng trụng trang nghiêm a di đà Phật ưu vị cao tài uy đức quy quy tướng hạ quang minh vi diệu cung kính thế vô tư di sâu vô số tứ hại diện minh hiện chiếu diệu thanh tịnh bình chánh vô hộ tập uế tập dị hình loại di thị chúng và trang nghiêm thánh hiền cộng trụ a nan cập chư bồ tát chúng đẳng xuân niệm nam mô a di đà tam biểu tam phật đà chư thiên nhân dân nhiều chí khuyên phi nguyện đồng độ tư quan giải sở hữu tập hộ mạc bất hôn trì nhất thế cô nào mạc bất giải thoát tất gia từ tâm phát thiện hoan hỷ khoái lạc chung thánh thần sắc không hồng nhạc khí gia tác phụ âm chư phật quốc trung chư thiên nhân dân các triền hoa hương la ư hư không tán tác cúng dường nhĩ thời cực lạc thế giới quá ưu tây vương bá thiên cô chi đa do thao quốc diệt phật uy lực như đối một tiền như tình thiên nhãn quán nhất tầm địa bị kiến thuận độ diệt phật như thị từ thị cực kiến đệ tam thập cụ nhĩ thời cực cáo a nan tập từ thị bồ tát hiệu kiến cực lạc thế giới cung điện long các tiền trị năm thủ phụ túc vi diệu sanh tịnh trang kim phụ nhự kiến dục giới chư thiên sùng chỉ sắc cố cánh thiên một chư hương hoa biến phật sắc phụ a nan đối với diệu nhiên diệu kiến thế giới
Với sở chứng hạnh tiến trí thập phương cúng dường chư Phật phụ cập kiến bị đặng niệm Phật tư phục phụ phục phụ chúng đều trụ hư không giới xúc dụng trụ âm giai thị hóa tác nhiều tất kiến phụ từ thị bạch ngôn như Phật sở thuyết nhất nhất giai kiến Phật cáo di lặc hộ thai sanh già hữu hộ phiến phụ di lặc bạch ngôn thấy tu ngàn kiến cực lạc thế giới như trụ thai giả như già ma thiên sự ư cung điện hộ kiến chúng sanh ư liên hoa nội kiếp già phu tòa tự nhiên hóa sanh hạ nhân viên cô bị quốc nhân dân hộ thai sanh già hữu hóa sanh già biên địa ghi thành đệ tứ thập trí huệ thắng cố kỳ thái sanh dạ ngũ bá thế chu bất kiến tam bảo bất tri bồ tát pháp sốc bất đắc tu tập công đức vô nhân phụng sự vô lượng thọ phật đương tri thượng nhân xuất thế chi thời vô hộ trí huệ nghi hoặc sở trí hoặc tận kiến phật đệ sứ thập nhất vương tự đắc tội cấm tế kỳ trung tầng lâu ỷ thiền bảo trướng kiếm sàng lắng sông tất tà diệu xuất thì cho ngâm thực chư tiện luân quân như vậy kiến tại hệ kỳ lượng tốt chư tiểu vương tự ư tự thiện căn bất năng sanh tịnh do ban Phật danh sợi sinh tâm cố thi sanh bị quốc ư liên hoa trung bất đắc xuất hiện bị sự hoa thai do như viên nguyện cung điện chi tượng hà nhị cô bị trung thanh tịnh vô chư quế ác liên ư ngụ ba thế trung bất kiến tâm bảo bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật tiện bi nhất thế thụ thắng thiện căn dị thử vi khổ bất sanh hưng lạc tham tự hối trách cầu ly bị sứ bản tích thế trung quá thất tận dị nhiên hộ nại xuất tức đắc bản hệ vô lượng thọ sở thính văn kinh pháp của cụ diệt đương khai giải hoan hệ diệt đắc biến cũng vô số vô lượng chư Phật tu chư công đức dự a dục đa đương chi nghi hoặc ư chư Bồ Tát từ thị bạch ngôn vân hà thử giới nhất là chúng sanh suy diệt tu thiện nhi bất cầu sanh Phật cáo từ thị thử đặng chúng sanh trí huệ vi thiện phân biệt tây phương bất cập thiên giới thị dị phi lạc bất cầu sanh vị thử đặng chúng sanh hư vọng phân biệt bất cầu Phật sát nào miễn luân hồi Phật không bị đặng sở trụng thiện căn bất năng lý tướng bất cầu Phật huệ thông trước thế lạc nhân gian phước báo suy phục tu phước cầu nhân thiên quả vâng hạ xuất ly sanh tự đại nạn phụng hộ chúng sanh tuy trụng thiện căn tất đại phước điền thủ tướng phân biệt tình chất thâm trọng cầu xuất trung bất năng đắc dự nghị vô tướng chí huệ thật chúng đức bọn thân tâm thanh tịnh viễn ly phân biệt cầu sanh tịnh sát thuyết phật bồ đề đương sanh phật sát bệnh đắc giải thoát kỳ số kỷ hà Phật cáo di lặc ư thực thế giới hộ thất bá nhị thập quốc Bồ Tát chỉ tầng cúng dường vô số chư Phật thực chúng đức bọn đương sanh bị quốc chư tiểu hành Bồ Tát tu tập công đức đương hoàng sanh dạ bất khả xưng kế bất đại ngạ sát chư Bồ Tát đẳng tha phương Phật độ nhiệt phục như thị tùng viện chiếu Phật sát hộ thập bá cô chi na do tha Bồ Tát ma ha tái sanh bị quốc độ đông bắc phương bảo tàng Phật sát hộ cụ thập ức bất thoái Bồ Tát Long Thiên Phật sát Thắng Lực Phật sát Sư Tử Phật sát Ly Trần Phật sát Đức Thụ Phật sát Chân Vương Phật sát Hoa Tràng Phật sát Bất Thoái Bồ Tát Đức Bạn Sanh Giả hoặc số bá thí ngất nại trí bạn ớt kỳ đệ thập nhị Phật danh vô thượng hoa vị hộ vô số hương Bồ Tát chúng giới bất thoái trình trí huệ dụng mạnh dĩ tầng cũng dường vô lượng chư Phật hộ đại tinh thân phát thứ nhất thừa ưa thất nhập chúng tất năng nhất thụ bá thí ngất kiếp đại
sĩ sở tu kiên cố chí pháp tư đẳng Bồ Tát giai lưu vạn sanh. Đắc văn A Di Đà Phật danh hiệu năm sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm quy y chim lệ như suy tu hành đương chi sự nhân vi đắc đại lợi đương hành như thần sở thế công đức tâm vô hạ liệt diệt bất công cao thành tựu thiện ca sắc gia tăng thường đương chi sự nhân ư ngài pháp trung đắc danh đệ nhất đệ tự thị khổ cáo nhân sanh hy hữu tam ư thự kinh chung sanh đại sư tượng dục linh chúng sanh tốc tập an trụ đắc bất thái diện cập dục kiến bị quảng đại trang nghiêm viên mạng công đức dạ đương khởi tinh tân thánh sự pháp môn vị cầu pháp vô bất sanh thoát thoát sự nguyện chi tâm siết nhập đại hòa và dị cố vị vô lượng ấm chư bồ tát đặng giai tốc cầu thử vi diệu pháp môn tôn trọng thánh văn nước sanh vi bồ ba hộ bồ tát dục văn thử kinh nhi bất năng đắc thị có dự đặng linh cầu thử pháp thọ bồ đề kế đề tử tập tư dự ô ra tai này chi chân ba vị thời đương hồng chúng sanh thực chư thiện bồ dị tầng cũng dụng vô lượng chư phật giao bị như la gia uy lực cố giai hoạch thiện lợi nhiệm đương quân chủng vô nghi chủng chư thiện bộ ân thần tu tập sự vô nghi trời bất nhập nhất thiết chủng lại trong bạo thành tụ lao một a dực đa như thị đặng loài đại uy đức giả năng sanh phật pháp quảng đại dị môn do ưu thượng pháp bất thánh văn cố dự nhất ức bồ tát thoái chuyển a nợ đa la tăng niệm tăng bồ đề nhiệm vụ chúng sanh đương thực kinh điện thư đại cúng dường thọ trì độc tụng ưu tu du khoản bất sanh ưu đạo này chí chú già tư duy bị sát cập cầu công đức ưu vô thượng đạo trung quốc thoái chuyển bạn chung đại hoại diệt năng siêu quá sanh bị quốc độ thị dân dĩ tầm trị quá thế phật thọ bồ đề ký giáo thế như lai động sở xưng tán thị cố ưng đương chiên tâm tính thời trì tụng thiết hành độc lưu thự kinh đệ tứ thập ngũ ngô kim vị chư chúng sanh thiết thự kinh pháp linh kiến vô lượng thọ phật cập trì quốc độ nhất thiết sở hữu sở đương vi dạ khai khả cầu chi diệt độ chi hậu phục sanh nghi hoặc tương lai chi khái tinh đạo diệt tận ngã chỉ từ bi ai mộng đặc lưu thự kinh trị trụ bá thế kỳ hộ chúng sanh giai khả đắc độ như lai hưng thế nam trị năng kiến chư phật kinh đạo nam đắc nam văn hộ thiện chi thất văn pháp nam hành tự diệt vi nam dụng văn tư kinh tính nhạc thọ trì nam chung chi nam vô quá thượng nam dụng thủ chúng sanh đắc văn phật thanh tự tâm thanh tịnh dụng dục hoan hỷ y mau vi khởi giai do tiền thế tầm tác phật đạo cố phi phạm nhân dục văn phật hiệu tâm trung hồ nghi ưu phật kinh ngự đô vô sở tính giai tồn bát đạo chúng lai tốt vương vị tận vị đương độ thác cố tâm hồ nghi bất tính hướng nhị cần tôn kim trì đệ tứ thập độc phật cao nhi lập thiếu phật như lai vô thượng chi pháp thẩm thẩm thâm chi pháp cặp ba la mật đẳng bồ tát chi pháp phi diệt khả ngộ năm thế pháp nhân diệt đang thái thị kiên cố thông tin thời diệt đang tai nạn kiên như lý tiên thiết như thị quảng đại vi diệu pháp môn nhất thiết chư phật chi sở sinh tán phó chúng nhữ đẳng tác đại thụ hộ vị chư hữu tình trường nhà nương ít tùy thuần nhẹ giáo ưu thiếu ưu phật đường linh thị pháp phụ trụ bất diệt đương kiên trì chi vô đắc hủy thất vô đắc vi vọng tâm dạng kinh pháp từng niệm bất tiệt sắc đắc đạo tiệt ngã pháp như thị tác như thị thuyết như lai sở hành diệt ân tiền hành dụng tu phước thiền cầu sanh từng sát dĩ thần cũng dường chư như lai tất năng hoan thị tịnh thực sự án kêu giải đại cập tài kiếm nam tính như lai vi diệu pháp thí như minh nhân hành sự án bất năng thái đạo ứng tha lộ di tầng ứng phật phật chúng thiện văn dị thọ trì cập thư tại độc tụng tán nhiệt tịnh cúng dường như thị nhất tâm cầu tịnh phương quyết định vạn sanh cực lạc quốc giả sự đại hòa mạng tăng thiên thượng vật uy đất tất năng siêu như lai thông quản trí huệ hải di phật diệt phật này đang tri thanh văn ước kiến tư phật sĩ tận kỳ thần lực thư lai cơ lớn thực tự chi di hộ thế tôn năng khai thị nhân thân năng đáp phật đang trị tính huệ văn pháp năng chung năng nhược chư hữu tình đương tác phật hạnh siêu phổ hiền đăng biển ngàn sĩ cố pháp văn chư trí sĩ ân tính ngã giáo như thật ngôn như thị diệu pháp hạnh thỉnh ban ơn thường niệm phật quý sanh hỷ
生死留佛说此人尊善有闻今获益第四十八耳十四尊说此今法天人世间有阿耨多罗三藐三菩提由他益众生远离尘垢得法眼尽二十亿众生得阿那含果六千八百比丘诸漏已尽心得解脱都成恩菩萨恩波陀摩地主般若见已还提供得烟斗将烟已达无恶众生得般若人都为恶那要他把天众生恩波陀摩地为等法理坚提修法逐诸提升闻生极乐经阿弥陀佛加多闻生为优拉罗thứ đại thành phật đồng danh diệu âm như lai phụ hữu thập phương phật sáng diệu hiện tại sanh cập vị lai sanh kỷ na mi đà phật giả các hoàng ngốc thành vô thượng bồ đề bị chiếu hữu tình giai thị a mi đà phật xuất nguyện nhân duyên cô đắc vạn sanh cực lạc thế giới nhị thời tam thiên đại thiên lục chủng chấn động tình hiện chủng chủng hy hữu thần biến phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương xuất tiền hiện thân hạ chỉ sắc giới chư thiên đất gia đất văn vô lượng diệu hoa vân vân như giải tôn giả a nan di đà bồ tát tập chiếu bồ tát thanh văn thiên công bát bồ nhất thiết đại chúng văn phật sở thiết giáo đạo hoan hỷ tính thọ phụng hành phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang kim thanh tịnh bình đẳng giác kinh bạc nhất thiết nghiệp chứng căn bản đất sanh tịnh độ đà la ni
đệ tử chúng đẳng cộng tu phúng tụng đại thừa vô lượng thọ chân kinh, chuyên vị hồi hướng ngã đẳng dự nhất thiết hàm linh vạn sanh cực lạc thế giới. Phục vị hồi hướng lịch kiếp ngã đẳng chi oán thân trái trụ cập nhất thiết đa sanh đa kiếp ngã đẳng chi sư trưởng phụ mẫu quyến thuộc bằng hữu. Tịnh nguyện hồi hướng chư thiên hộ pháp thổ địa xá trạch long thần. Hộ nguyện dị thử công đức hồi hướng kỳ siêu chư hương linh. Thừa tư Phật lực tốc thoát khổ luân tạo đăng cực lạc, cập vị hồi hướng chư Phật tử. Thượng thừa tam bảo lực tứ đại thường an lạc bồ đề tâm tăng trưởng vị lai đăng sanh tịnh độ. Ngũ nguyện tam bảo gia hộ chúng đặng cập nhất thiết chúng sanh thiện căn tăng trưởng phát bồ đề tâm tu chư phạm hạnh trì niệm hồng danh. Phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách phước huệ trang nghiêm bát nhẹ hoa khai tở đắc vạn sanh tịnh độ diện kiến A Di Đà Phật. Phổ nguyện thập phương đàn việt tăng ích phước điền âm siêu dương thới hải yến hà thanh pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.